Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các cha, các má, các chư liên hữu đồng tu. Ngài Ấn Quang đại sư có dạy rằng: đừng nói tới những kẻ chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, không biết làm cách nào để kết liễu sinh tử trong một đời phải theo nghiệp thọ sanh. Dù đã biết nhưng chẳng chuyên chú tu hành thực sự thì cũng giống hệt như vậy, bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ lục đạo vĩnh viễn luân hồi. Phải biết chư Phật vốn do một đại sự nhân duyên mà thị hiện trong đời. Đại sự nhân duyên đó không gì hơn là muốn chúng sinh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, sau cùng chuyển thân phàm phu thành thân thánh nhân giống như chư Phật Bồ Tát. Pháp môn của chư Phật nhiều như cát bụi, nhưng trong trần sa pháp môn chư Phật hướng chúng sinh tới pháp môn bao trùm ba căn là thượng, trung, hạ cùng thâu, dùng sức ít mà hiệu quả nhanh. Lợi nhất trong đời mạt pháp ngũ trược thì không gì thù thắng và siêu vượt như pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông. Phải biết A Di Đà Phật là pháp giới tạm thân, một mình A Di Đà Phật có đầy đủ công đức của 10 phương pháp giới chư Phật. Ngài Ấn Quang đại sư ví danh hiệu A Di Đà Phật như hạt châu, ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu chọn khắp tất cả hạt châu. Vì vậy trong tu hành chúng con cũng chỉ một câu A Di Đà Phật, tại niệm Phật đường một câu A Di Đà Phật, đi hộ niệm giúp người hữu duyên cũng một câu A Di Đà Phật. Thực tế cho thấy những người hữu duyên thực hành một câu A Di Đà Phật, một điểm đích là Tây Phương Cực Lạc, một lời nguyện vãng sinh tha thiết đã để lại những thoại tướng bất khả tư nghì, xưa nay hiếm gặp. Hôm nay lại một lần nữa, chúng con thỉnh cầu lão cư sĩ Diệu Âm lại vì hàng phàm phu như chúng con mà giảng nói, để chúng con vững tin hơn nữa vào hồng danh A Di Đà Phật. Đời đời này chúng con giữ vững một câu A Di Đà Phật tới giây phút xả bỏ báo thân, để được A Di Đà Phật thương xót mà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn MC Diệu An. Kính bạch chư tôn giáo phẩm chứng minh. Kính thưa các bà, các mẹ, các cô bác. Niệm Phật vãng sanh, chư tổ nói muôn người tu, muôn người được vãng sanh. Ấy thế mà ngày hôm qua trên đường Zoom này chúng ta hộ niệm cho một vị, thì bây giờ đây Diệu Âm cũng thay mặt tất cả xin thành tâm tri ân chư tôn giáo phẩm tham gia với chúng con hộ niệm, cùng rất đông chư vị trên đường Zoom này đã tham gia với Diệu Âm hộ niệm cho một người. Đó là hương linh cụ Hồ Thị Trấm. Hồ Thị Trấm, pháp danh Giác Ngộ. Và giờ đây Diệu Âm xin báo cáo kết quả là cuộc hộ niệm đã thất bại. Và người ra đi không có một thoại tướng lành. Dù thế nào đi nữa, Diệu Âm cũng xin thành tâm tri ân tất cả chư vị đã nhiệt tâm. Có nhiều người đã bỏ ra suốt cả đêm hộ niệm, nhưng sau cùng thì kết quả không mong muốn. Chư vị thấy không? Không phải hộ niệm là được vãng sanh. Cho nên khi đưa ra đây, dẫu là kết quả tốt đẹp thành tựu hay là kết quả bất thành tựu, Diệu Âm cũng xin nêu ra để chúng ta làm tài liệu học tập. Cái điểm
mà kinh nghiệm trong cuộc khổ niệm này là xin cúi đầu nhắc nhở với các ba các má, tất cả chư vị, nếu thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tuyệt đối đừng bao giờ chờ đến giây phút cuối cùng rồi tới mời ban hộ niệm đến. Xin bạch với chư tôn phẩm cùng các ba các má, dự âm nói rất nhiều lần ban hộ niệm hoàn toàn không có một cái năng lực nào cứu các ba các má vãng sanh. Ban hộ niệm hoàn toàn không có một năng lực nào cứu một người bệnh vãng sanh. Mà các ba các má chư vị phải nhớ cho rõ, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, các ba các má chư đồng tu phải tự mình làm được đúng quy luật hộ niệm thì mới được vãng sanh. Nếu một người làm không đúng quy luật hộ niệm, hay nói là không đúng với tông chỉ pháp niệm Phật vãng sanh, thì A-di-đà Phật cũng không thể hộ niệm cho mình. Đây là điều mà dám nói rất nhiều, rất nhiều. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, đừng bao giờ để đến cái thời điểm gọi là lâm chung hấp hối rồi mới kêu ban hộ niệm. Trường hợp của 37 ngày hôm qua thực sự đã diễn tả một cách quá rõ ràng. Khi bắt được tin nhờ dự âm khai thị, dự âm nghe tin tức mà ngỡ ngàng, không biết làm sao được. Nhưng vì quá thông tình, chính vì vậy mà dự âm cũng khống khoáng là xin mời các vị trong ban tổ chức. Tại vì vị này có liên quan đến, quen biết với một người trong ban tổ chức. Thành ra vì tình nghĩa chúng ta phải cố gắng cưu mang với nhau. Nhưng không ngờ ban tổ chức lại làm động đến, làm cho gần 700 cái camera cùng nhau đến hộ niệm suốt cả ngày. Nhưng mà sau cùng thì xin báo cáo với chư tôn phẩm tham gia cùng chư vị là cuộc hộ niệm đã không thành công. Chính dự âm này cũng cố gắng hết sức, nhưng mà cũng đành cúi đầu sám hối xin lỗi vì cái năng lực dự âm không thể cứu vật được. Vì khi bắt đầu lên đường Zoom thì dự âm đã thấy hiện tượng hấp hối đã xảy ra rồi. Đến nỗi dự âm chưa kịp thay cái áo tràng, như là chưa kịp thay áo thì cụ đã ra đi quá nhanh chóng. Dự âm không biết cách nào khác hơn. Cho nên dự âm cũng xin báo cáo với chư vị, nhất định nếu gặp được cơ hội vãng sanh này, xin các ba các má, các chú các thím, các cô các vị tuyệt đối không bao giờ được đợi cho đến lúc mình đau nặng rồi mới mời ban hộ niệm. Không phải đợi đến lúc bác sĩ báo rằng là anh sắp chết rồi mới kêu ban hộ niệm. Mà hộ niệm là một pháp tu, nhất định chúng ta phải biết trước, phải nghiên cứu để hiểu cho thấu. Hiểu thấu rồi thì hành cho đúng, cho vững. Người nào hành đúng thì người đó được cảm ứng và A-di-đà Phật tiếp độ vãng sanh. Người nào làm không đúng thì A-di-đà Phật cũng không được quyền cưỡng chế. Thì chúng ta là ban hộ niệm không được quyền cưỡng chế một người đang mê man bất tỉnh, bị nghiệp chướng lôi vào đường khổ nạn. Làm sao chúng ta có thể cưỡng cầu? Đó là gì? Chính là pháp Phật đưa ra, tất cả đều do chính
mình thực hiện, gọi là tất cả đều do chính tâm mình thực hiện. Nếu lúc đó tâm mình hoảng loạn, mê mang đi theo nghiệp thì đành chịu thua. Cho nên mong tất cả các ba các má nếu thực sự muốn vãng sanh thì nhất định đây là một tấm gương vô cùng rõ rệt. Tự mình phải lo tu, tự mình phải nghiên cứu, tự mình phải làm đúng, tự mình phải đi sát sao với tông chỉ tín nguyện hạnh một cách đầy đủ. Nếu bây giờ ta biết rồi mà nên ta chưa chết đâu, ta không còn nghiên cứu hộ niệm, thì xin thưa chư vị, chữ tín hình như không vững, chữ nguyện hình như cũng không tha thiết, nhất định câu A-di-đà Phật của mình lớt lạc hơn những ý niệm về cuộc đời, ý niệm về thế gian. Tất cả những cái đó nó đã chiếm trọn tâm hồn chúng ta từ bao nhiêu năm qua. Bây giờ gặp được câu A-di-đà Phật, nó càng tiếp tục lấn áp luôn nhân chủng A-di-đà Phật. Để sau cùng khi bệnh xuống, khi bắt đầu chuẩn bị, bác sĩ bao rằng không cách nào cứu chữa được, thì toàn tâm chúng ta đã bị những sự vô thường của thế gian chiếm trọn rồi, không cho câu A-di-đà Phật được chiếm vào trong tâm của mình đâu. Nếu trường hợp đó có gặp ban hộ niệm, chúng tôi cũng đành nghẹn ngào rơi lệ, không cách nào cứu được. Mong tất cả chư vị cố gắng nhé, quyết tâm đừng để người ta thì vãng sanh, còn mình thì mất phần. Ôi thật sự là đau thương vậy. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả đệ tử chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị. Tất cả đệ tử chúng con nguyện y giáo phụng hành. A Di Đà Phật.